Chào các bạn, tiếp tục quay trở lại với video ngày hôm nay của thầy Dương. Thì thầy Dương sẽ xin được giới thiệu với tất cả các thầy cô giáo cùng với các bạn. Chúng ta sẽ có top 5 về tính năng mới trong PowerPoint 365. Vậy thì 5 tính năng mới trong PowerPoint 365 này là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Thầy Dương sẽ tạo ra một new slide mới ở trong này. Và trong new slide này thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái tính năng đầu tiên mà PowerPoint 365 nó sẽ cung cấp cho chúng ta. Đấy chính là tính năng Body Morph. Vậy thì Body Morph này nó nằm ở đâu các bạn? Nó sẽ nằm trong phần Insert. Và trong Insert này các bạn sẽ tìm kiếm ở phần Body Morph ở đây. Thì trong này chúng ta sẽ có hai phần. Thứ nhất là This Device. Thứ hai là Stock Body Morph. Trong này các bạn thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể lấy ra các hiệu ứng về 3D, nó sẽ cực kỳ là đặc biệt đối với cái phiên bản PowerPoint này. Và các bạn lưu ý là ở trong cái tính năng 3D Model Online này các bạn, thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta các hiệu ứng và các nhân vật. Thì khi mà các bạn sẽ đưa các nhân vật này vào thì chúng ta sẽ thấy được là cái sự đặc biệt, sự khác biệt của tất cả các nhân vật này nó sẽ như thế nào nhá. Ở đây thì Dương sẽ lựa chọn một cái nhân vật bất kỳ ở trong này. Thì đối với việc sử dụng 3D thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ hơi nặng một chút so với quá trình mà các bạn import về hình ảnh cũng như là các video khác. Vậy thì trong này chúng ta sẽ chờ một chút thì cái việc insert cái 3D model này nó sẽ vào trong cái slide của chúng ta. Ok, bây giờ chúng ta đã có một cái 3D ở đây rồi. Thì khi mà các bạn nhìn vào đây thì chúng ta cũng vẫn chưa thấy được sự khác biệt của nó. Bây giờ thầy Dương sẽ cho các bạn thấy được sự khác biệt của cái 3D này như thế nào. Trong cái sự kiện 3D này thì chúng ta sẽ có thể sử dụng vào đây để chúng ta sẽ xoay các đối tượng này một góc 360 độ các bạn. Đấy, chúng ta sẽ xoay ngang, xoay dọc được. Và ở trong này thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đổi hiệu ứng cho cái chương trình này. Các bạn có thể bấm vào trong này để chúng ta sẽ thấy được sự chuyển động 3D của cái nhân vật này. Và đồng thời chúng ta có thể xoay để chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn về cái góc quay và cũng như là cái cách hoạt động của cái nhân vật 3D này nhá. Rồi, bây giờ có một điều đặc biệt nữa, chúng ta sẽ lựa chọn cái hiệu ứng 3D cho nó như sau. Ở đây các bạn sẽ lựa chọn Scenes và chúng ta sẽ lựa chọn một trong hai cái chế độ này thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta rất là nhiều các cái hiệu ứng, các cái cảnh chuyển động. Đây các bạn. Đấy, và các bạn có thể phóng to cái này hơn. Ok, hoặc là các bạn có thể bấm vào phần Pan and Zoom để chúng ta sẽ lựa chọn cái phần cái nhân vật này, nó có thể di chuyển ở trong đây và chúng ta hoàn toàn có thể là phóng to cái đối tượng này ra nhá. Đây, chúng ta sẽ kéo vào, kéo ra này, kéo vào để nó phóng to hơn các bạn. Đó. Rồi. Và đặc biệt ở trong này chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển được cái nhân vật xung quanh cái slide của chúng ta. Và ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể. Đây, thầy Dương sẽ phóng lớn lên. Ngoài ra thì các bạn có thể là insert thêm về cái background để nó phù hợp với cái nhân vật 3D này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ insert cái hình ảnh về cái background để nó phù hợp với cái nhân vật này nhá. Ở đây thầy Dương sẽ phóng to hơn một chút về cái room này. Ok, di chuyển xuống dưới. Và bây giờ chúng ta sẽ bấm vào phần Insert để chọn phần Picture và chọn This Device. Và đây thầy Dương đã download một cái hình ảnh như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ bấm chuột phải để chọn phần Send to Back để cái phần hình ảnh nó sẽ nằm ở dưới cái hình ảnh 3D này. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng bắt đầu cái hình ảnh 3D và cái background của chúng ta đã có sự gắn kết và có sự kết nối với nhau rồi đúng không nào? Bây giờ các bạn sẽ di chuyển cái hình ảnh 3D này để cho nó phù hợp với tất cả các đối tượng này. Nếu như các bạn đặt ở vị trí này thì chúng ta sẽ cảm thấy là cái nhân vật và cái hình cỏ này nó sẽ bắt đầu nó gắn kết được với nhau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm một việc nữa để nó sẽ tạo ra một cái bóng ở dưới này, dưới chân này thì nó sẽ chính xác hơn. Chúng ta sẽ bấm vào phần Insert và trong phần Shape ở đây thì các bạn sẽ lựa chọn cho thầy Dương cái phần là Freedom và chúng ta có thể vẽ ra.
Đấy. Và ở đây thì cái hình nó hơi tối cho nên các bạn sẽ khó thấy được cái bóng của nó nhá. Đấy, khi mà chúng ta vẽ ra được như thế này rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào phần ở Sharp Fill để chúng ta sẽ đổ bóng màu đen. Sau đấy các bạn tương tự bấm vào phần Sharp Outline để tắt phần No Outline. Ok, bây giờ các bạn sẽ làm một việc nữa. Đấy là chúng ta sẽ bấm vào cái Format Sharp. Ở trong này thì chúng ta sẽ giảm cái Opacity của nó đi. Đây, các bạn sẽ có thể giảm được tùy biến nhé. Đấy. Và sau khi các bạn sẽ lựa chọn cái phần Transparency để chúng ta giảm Opacity của nó đi. Thì cái này các bạn cũng có thể là lựa chọn trước hoặc là lựa chọn sau cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn sang cái phần là Effects để chúng ta sẽ thay đổi một vài cái tính năng của nó như sau. Các bạn bấm vào Short Edge. Thì trong này chúng ta sẽ lựa chọn ở trong cái phần Preset này các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ lựa chọn là cái chế độ là 2.5 hoặc là cái chế độ là 10. Tùy thuộc vào cái quá trình mà các bạn sẽ lựa chọn để nó phù hợp hơn. Bây giờ chúng ta sẽ phóng cái này lên một chút. Đấy, thì các bạn thấy không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đổ cho nó cái màu solid màu đen các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta đã cảm thấy là nó sẽ xuất hiện cái bóng ở đây rồi. Và bây giờ transparency các bạn sẽ cho nhỏ lại. Đấy, cho mỏng lại một chút. Chúng ta có thể là lựa chọn ở đây, tăng lên 9 lên 10 này các bạn. Đấy. Rồi, ok, sau khi các bạn đã hoàn thành xong rồi thì chúng ta sẽ cho cái nhân vật này nó nằm ở phía trên của cái bóng hoặc là nó sẽ nằm ở phía dưới nhá. Đây, cái bóng nó sẽ nằm ở phía trên các bạn. Đấy. Như vậy là chúng ta đã cảm thấy là cái nhân vật này và cái background nó cảm thấy nó có sự hài hòa và có sự kết nối với nhau rồi, đúng không nào? Hoặc là bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm một cái new slide. Và trong cái new slide này thì Dương sẽ lựa chọn phần insert, chọn 3D model và chúng ta sẽ lựa chọn một chú khủng long ở trong này. Ok, insert. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ một chút nhé. Và cái quá trình này nó sẽ hoàn toàn có thể là làm cho các bạn cảm thấy hứng thú và đặc biệt là những người mới bắt đầu làm chương trình này. Đây, chú khủng long này nó vẫn cho chúng ta có thể xoay được các góc hoàn chỉnh các bạn. Và chúng ta có thể phóng to lên. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra về hiệu ứng của chú khủng long này như sau. Các bạn sẽ bấm vào play. Các bạn đã thấy là chú khủng long này nó di chuyển chưa ạ? Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay chú khủng long này theo các góc để nó sẽ có cái sự các góc quay và cái cảnh của nó sẽ cực kỳ sống động các bạn. Đúng không nào? Ok, và như vậy là Thầy Dương đã giới thiệu với các bạn cái tính năng đầu tiên ở trong PowerPoint 365, đấy là 3D Mob nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với phần thứ hai ở trong cái nội dung này, đấy chính là phần Mob. Và phần Mob này các bạn sẽ tìm hiểu như sau. Thầy Dương sẽ tạo ra một new slide mới. Và ở trong cái slide đầu tiên thì Thầy Dương sẽ vẽ ra một hình chữ nhật. Đổ màu cho hình này. Bấm vào phần Sharp Outline để tắt phần No Outline. Và tương tự Thầy Dương sẽ tạo ra một new slide số 2. Và trong new slide này Thầy Dương sẽ vẽ ra một hình tròn. Các bạn giữ phím Shift để hình tròn nó sẽ chính xác hơn nhé. Và đổ màu vàng. Tương tự chúng ta sẽ bấm vào phần Sharp Outline để tắt phần No Outline. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào phần Transition và chọn phần Mob. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy là khi mà nó chuyển động giữa cái slide số 2 và slide số 3 thì các bạn sẽ thấy này, chúng ta sẽ bấm vào Preview thì nó sẽ chuyển động Mob từ hình chữ nhật, nó chuyển sang hình tròn. Đây các bạn sẽ xem lại nha. Đấy, thì chúng ta thực ra là chúng ta khi mà chúng ta nhìn cái quá trình này thì nó vẫn chưa được có gì đấy đặc biệt hoặc là sự khác biệt và chúng ta rất là khó hình dung được. Bây giờ Thầy Dương sẽ điều chỉnh cái hiệu ứng Mob này như sau. Các bạn sẽ bấm vào cái phần hình khối nhá và chúng ta bấm vào phần Shape Format. Ở đây các bạn sẽ bấm vào phần Selection Pane. Rồi, chúng ta sẽ đặt tên cho cái đối tượng này. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ bấm hai cái dấu than Shift 1 để có cái dấu than này. Và đây Thầy Dương sẽ bấm là phần Sharp.
Rồi, tương tự thôi, ở trên này chúng ta sẽ copy cái tên này vào cái đối tượng ở slide số 2. Rectangle. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái hiệu ứng mob này nó có sự gì khác biệt so với khi nãy thì giờ để nguyên bản hay không nhá. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu bấm vào phần transition và kiểm tra hiệu ứng mob, bấm vào preview. Đấy, các bạn đã thấy sự khác biệt không ạ? Và từ cái hình chữ nhật này nó đã di chuyển từ góc trên bên trái và nó di chuyển xuống góc dưới bên phải để tạo thành hình tròn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại kết quả như sau. Ok, như vậy là chúng ta đã thấy được sự khác biệt trong cái quá trình mà các bạn sẽ đặt tên cái các cái đối tượng này trong cái phần là selection pane các bạn nhá. Đấy, và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng cái dấu chấm than ở phía trước và đặt tên cho nó trùng nhau. Thì như vậy là chúng ta sẽ tạo được cái hiệu ứng cực kỳ hay và thú vị trong cái hiệu ứng mob này rồi. Và các bạn hoàn toàn có thể theo dõi thêm các video trên kênh YouTube của Thầy Dương để chúng ta biết được là cái hiệu ứng mob này nó sẽ thay đổi như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với hiệu ứng số 3. Hiệu ứng số 3 chính là hiệu ứng zoom. Và Thầy Dương đã chuẩn bị một cái slide mới ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để biết được cái hiệu ứng zoom ở trong PowerPoint 365 nó có thực sự là khác biệt không? Bây giờ các bạn sẽ tạo ra một new slide mới. Và trong new slide này thì Thầy Dương sẽ tạo ra một cái hiệu ứng zoom như sau. Các bạn sẽ bấm vào phần insert và trong này chúng ta sẽ có chế độ zoom. Và đây là một trong những chế độ rất là mới và rất là đặc biệt mà các bạn nên sử dụng nha. Ở trong cái kênh YouTube của Thầy Dương thì Thầy Dương cũng đã có tạo ra một vài cái video nó liên quan đến cái phần zoom này thì các bạn cũng có thể là tham khảo ở đây. Ok. Đây, các bạn sẽ kéo xuống và dưới này thì cũng có một cái video mà Thầy Dương đã hướng dẫn. Đây là hiệu ứng Slide Room ở trong PowerPoint mới nhất. Và các bạn cũng có thể là tham khảo cái video này để chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái hiệu ứng này nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái giao diện thì chúng ta mới vừa tạo. Và bây giờ các bạn sẽ bấm vào phần Room. Và trong phần Room này thì chúng ta sẽ chọn là Summary Room. Ở đây thì các bạn sẽ lựa chọn cho Thầy Dương các slide này. Đó, Thầy Dương sẽ chọn 4 slide này nhá. Và bấm vào phần insert. Thì bây giờ nó sẽ tự động cho chúng ta 4 cái slide được nằm đây. Nó sẽ nằm như thế này. Đấy, sau khi mà các bạn nó đã tự động sắp xếp cho chúng ta rồi thì các bạn sẽ kiểm tra cái hiệu ứng như sau. Chúng ta sẽ bấm phím F5 và bây giờ khi mà các bạn bấm vào cái slide nhỏ như thế này thì nó sẽ phóng lớn lên. Đấy, các bạn thấy không ạ? Nó rất là hay khi mà chúng ta sử dụng cái hiệu ứng zoom này. Đó, và chúng ta hoàn toàn có thể là xem được đầy đủ và tất cả các nội dung ở trên cái slide PowerPoint này. Và nó sẽ làm cho cái việc mà cái bài thuyết trình của các bạn, cái bài giảng của các bạn nó sẽ ấn tượng hơn so với người xem ở phía dưới nhá. Ok, và trong ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cái hiệu ứng của Zoom nữa. Đấy là chúng ta sẽ có cái lựa chọn số 2. Thì chúng ta sẽ xóa cái này đi. Các bạn bấm vào phần Zoom và lựa chọn Selection Room hoặc là Slide Room cũng được. Ví dụ như trong phần Slide Room thì các bạn sẽ bấm vào đây. Chúng ta sẽ có chọn các slide và bấm phần Insert thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ tùy ý sắp đặt các slide nhỏ này. Đó. Các bạn có thể là sắp theo cái chiều ngang hoặc là chiều dọc tùy thuộc vào cái cách bố trí nội dung của các bạn nhé. Tương tự thôi, những cách như thế này thì nó cũng sẽ cho chúng ta có thể là zoom được. Đây các bạn, đấy, chúng ta bấm vào đây thì nó cũng sẽ zoom lên. Rồi, đấy. Nó khá là hay đúng không nào? Rồi, nó sẽ làm cho cái slide của các bạn hoàn toàn khác biệt so với những slide khác nhá. Ok, đấy là tính năng số 3 mà Thầy Dương vừa mới giới thiệu với các bạn rồi. Bây giờ cái tính năng thứ 4 mà PowerPoint 365 nó sẽ cho chúng ta nữa, đấy chính là Design về Idea. Ok, design về idea thì nó sẽ làm như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ có một vài cái hình ảnh
thì Dương sẽ bấm vào phần Insert để chọn phần Picture và This Device. Chúng ta sẽ insert vào đây một vài cái tấm ảnh các bạn nhé. Ok, thì Dương sẽ lựa chọn một vài cái tấm ảnh nào. Đây, ví dụ như là cái phong cách này các bạn. Có 5 cái tấm ảnh khi mà chúng ta sẽ bỏ vào trong một cái slide. Thì như vậy là các bạn thấy này, tự động ở trên cái phần design về idea ở trong phần PowerPoint này, nó sẽ sắp xếp, nó tự động nó sắp xếp và nó thiết kế cho chúng ta rất là nhiều các mẫu đây các bạn. Đấy, các bạn thấy không ạ? Thì bên này chúng ta đã tự động có thể là có 5 cái tấm hình nó đã được sắp xếp với nhau rồi. Và rất là chuẩn chỉ các bạn. Hay là tương tự cách này. Và chúng ta hoàn toàn, nếu như các bạn không phải là một design chuyên nghiệp, thì chúng ta cũng có thể dựa vào cái design idea này để chúng ta tạo ra các slide cực kỳ chất lượng. Đấy, từ cái idea sẵn của PowerPoint rồi. Đây các bạn thấy không ạ? Từ 5 cái hình ảnh mà thầy Dương mới cho vào thì nó sẽ tự động nó cho chúng ta cái này. Ok, dựa vào cái design idea này mà chúng ta có thể là làm việc tạo ra các slide mẫu nó cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể dựa vào đây để chúng ta tạo ra và nó rất là nhiều ý tưởng. Các bạn có thể bấm vào phần See More Design Idea để lựa chọn thêm về các ý tưởng mới ở trong này nữa. Đấy. Và cái cuối cùng trong ngày hôm nay thì Dương sẽ giới thiệu với các bạn, đấy chính là chúng ta sẽ export về video HD. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể export được một cái video HD các bạn? Bây giờ các bạn sẽ bấm vào phần File. Và trong phần này các bạn sẽ lựa chọn phần Export. Và trong phần Export này, ngoài cái tính năng PDF, nó có thể nó create ở đây. Các bạn hãy bấm vào đây thì chúng ta tạo về cái file về PDF. Và đặc biệt là chúng ta sẽ create một video. Các bạn sẽ lựa chọn cái phần Full HD ở đây. Thì thông thường chúng ta sẽ có rất 4 cái sự lựa chọn chính, để là Standard 480, HD 720 và Full HD 1080. Và cái HD 4K này. Thì đây là cái chế độ chuẩn nhất và nó chất lượng cao nhất so với tất cả cái độ phân giải dưới đây. Và thông thường ấy thì với cái kinh nghiệm làm video của mình và rất nhiều các video khác ở trên YouTube hoặc là trên Google, thì các bạn lựa chọn cho mình cái chế độ là Full HD 1080. Là như vậy là nó cũng đã đủ cái chất lượng và đủ cái độ sắc nét cho cái video của các bạn rồi. Và cái chế độ 4K thì nếu như cái máy tính của bạn nào có cấu hình cao thì các bạn hoàn toàn có thể là lựa chọn cái 4K. Và cái 4K này nó sẽ làm cho cái video của các bạn cực nét luôn đấy các bạn nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái chế độ là 480. Thì ở đây thì mình khuyên các bạn là chúng ta không nên sử dụng cái chế độ này. Khi mà các bạn export ra một cái video ở chế độ này thì cái chất lượng của video của các bạn nó sẽ không được hiệu quả lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn cái Full HD 1080. Và tiếp tục ở trong cái phần này thì các bạn sẽ giữ nguyên nhá, giữ nguyên cái chế độ này thôi. Và ở đây thì các bạn sẽ bấm vào Create Video. Đấy, và chúng ta sẽ lựa chọn cái phần vị trí lưu. Ví dụ như thầy Dương sẽ lưu ở trên desktop. Và các bạn sẽ đặt tên file name cho cái này là bản demo 1 đi chẳng hạn, đúng không? Rồi, bấm Save. Đấy, và các bạn sẽ thấy được là cái tiến độ và cái quá trình nó đang xử lý cái video ở dưới đây. Thì chúng ta sẽ thấy được là khi nào nó hoàn thành. Và các bạn nhớ là chúng ta để ý ở đây để chúng ta có thể là tắt được cái file PowerPoint nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra ở ngoài video desktop. Ở đây các bạn, nó sẽ có cho chúng ta một cái video đây rồi. Đấy, các bạn thấy không ạ? Nó đang chạy cái video này. Nó rất là hay. Và các bạn sẽ... trong cái quá trình làm video ở trên PowerPoint thì chúng ta hoàn toàn có thể là tự tạo ra các slide và các hiệu ứng intro ở trên PowerPoint. Ok, và như vậy là chúng ta đã tìm hiểu, ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu về top 5 các tính năng mới ở trong PowerPoint 365 rồi. Và các bạn hoàn toàn có thể là dựa vào các tính năng của PowerPoint đã có sẵn để chúng ta sẽ tìm hiểu và thực hiện cái slide PowerPoint của bạn nó chuyên nghiệp hơn. Và nó sẽ nhanh hơn, rút ngắn được cái thời gian làm slide PowerPoint của bạn. Và các bạn nhớ là chúng ta hãy cố gắng thực hành nhiều về các tính năng mà thầy Dương mới hướng dẫn nhé. Ok, các bạn sẽ cố gắng thực hành để chúng ta sẽ tạo cho mình một cái nền tảng kiến thức tốt nhất.
Và các bạn cảm thấy video này thực sự hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh để theo dõi nhiều các video mới nhất của Thế Dương nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.